Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có buổi tiếp ông Tim Paulini, giám đốc dự án Google for Education khu vực châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng đoàn đến thành phố, đồng thời bày tỏ ấn tượng với những thành tựu công nghệ mà Google for Education đã nghiên cứu và ứng dụng, đặc biệt là nền tảng giáo dục số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tin tưởng chuyến thăm và làm việc sẽ mở ra thêm nhiều dự án hoạt động hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Google for Education trong lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số nói chung của thành phố. Trên thành quả bước đầu trong việc ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố với Google for Education châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Google for Education sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với thành phố trong nâng cao hiệu quả giáo dục về chuyển đổi số và công nghệ. Nhấn mạnh sự đồng hành với Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc dự án Google for Education khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông Tim Paulini cho biết, Google for Education sẽ tiếp tục hợp tác, đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực số, kiến thức và kỹ năng cần thiết về AI cho giáo viên học sinh. Đồng thời, Google for Education cam kết sẽ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với mạng lưới chuyên gia, đối tác giáo dục hàng đầu thế giới, cũng như sẵn sàng tham gia mạng lưới thành viên liên kết với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư C4IA tại Thành phố Hồ Chí Minh.